con từng đạp xe xuyên Việt một mình một lần rồi. Mẹ con? Dạ. Nên là mẹ con làm được thì con làm được. Một cái gọi là kỹ năng sinh tồn, cho nên ở đây mình thấy cũng cũng bình thường thôi. Rồi cái xe thì cũng có một lần bị sự cố là nó kẹt cái đĩa, nó cong cái đĩa luôn. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Bến Lức của tỉnh Long An, và trên cái hành ở trên cái tuyến đường quốc lộ 1 như thế này thì Bùi Hồ bắt gặp được hình ảnh của một gia đình cùng nhau đi phượt trên những chiếc xe đạp. Và đây là gia đình anh có 4 người. Dạ em chào anh. Xin chào. Rất vui khi được gặp gia đình của mình. Anh ơi, thì gia đình mình, em được biết là gia đình mình đi phượt hả anh? Thì đi cho tụi nhỏ đi tham quan là làng hoa Sa Đéc. Đi tham quan làng hoa Sa Đéc. Bây giờ mình trở lại Sài Gòn. Dạ, đi 4 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ tư trở về nhà. Dạ. Tổng cái hành trình của mình là dài bao nhiêu km hả anh? Khoảng hơn 300. Hơn 300 km. Đi và về. Thì mình đi từ Sài Gòn đi quốc lộ N2 xuống thành phố Sa Đéc. Xong rồi từ Sa Đéc qua Bến Tre. Vĩnh Long. Bây giờ mình mời gia đình mình cùng lên đây đi ha. Đây đây là anh và con của anh, và đây là con của anh, còn ba đứa con luôn. Hay ha, tuyệt vời. Đây cả gia đình cùng đi phượt này cô bác quý chị. Rồi ba đứa con, và một anh có một cái xe lôi kéo là sao, là hai người con gái. Em cho hỏi anh, cho em hỏi là anh tên gì ha? Mình tên là Huỳnh. Tên Huỳnh. Anh Huỳnh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ha? Mình 48 tuổi rồi. 48 tuổi. Thì ở đây là con gái lớn của anh. Gái lớn. Con gái lớn anh tên gì ha anh Huỳnh ha? Bé này tên Hoàng Hà. Bao nhiêu tuổi anh? Bé này 13 tuổi. Học lớp 7. Hiện nay không đi học, đi ra cha luôn. Thì vừa rồi mới vừa thi xong. Thi xong tranh thủ được Tết. Huỳnh, anh Huỳnh, bé tên gì đó? Hoàng Hà. Hoàng Hà. Bé này là Hoàng Hồng Hà. Hồng Hà. Bé này là Hoàng Huy. Huy ba chữ H luôn, bốn chữ H luôn. Anh Huỳnh, Hoàng Hà, Hồng Hà và Huy. Huy mấy tuổi rồi Huy? Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ là con 10 tuổi rồi. Con 10 tuổi. 10 tuổi. Nói chuyện kinh quá hả? Con học lớp 5. Con học lớp 4. Con học lớp 4. Dạ. Rồi học online rồi con đi với cha thì sao học? Dạ, mà mẹ con xin nghỉ. Nghỉ học để đi. Con bé này anh Huỳnh. Đây là bé Út á, bé Hồng Hà. Hồng Hà, bé này cưng quá. Bao nhiêu tuổi rồi anh? Đây đang học lớp 3. Lớp 3. Anh là ở quận mấy của Sài Gòn? Dạ, quận Tân Phú á. Tân Phú. Vì sao mà anh lại có một cái dự định là có một cái hành trình mà hơn 300 cây đi vào về để cho tôi cho. Dạ. Lần đầu tiên á là tôi cho các bé được đi du lịch bằng xe đạp, thì đó nó cũng là một cái trải nghiệm mới, hướng dẫn các bé tránh xa các thiết bị điện tử. Thì đi đây thì sẵn dịp tham quan cái làng hoa Sa Đéc luôn, với lại cho các bé được trải nghiệm những cái người miền Tây người ta chuẩn bị đón Tết như thế nào, rồi cách người ta sinh hoạt trong cái dịp cuối năm, rồi khi những cái làng hoa thì người ta trồng hoa để bán Tết hoặc là để cho khách tham quan du lịch, thì cái đó cũng là một cái phép cho các bé được giải trí sau một cái học kỳ gọi là khủng hoảng. Lúc đầu thì anh có nói các bé đi cùng đạp xe chung với anh đó, thì các bé có ngại gì với cái quãng đường đó không? Thì các bé thật ra là trước khi đi cũng có huấn luyện cho các bé rồi, đã tập luyện hàng ngày rồi, cũng có training cho các bé về cả về thể lực lẫn cái tâm lý, sẵn sàng là chịu mưa chịu gió. Như hôm nay là vừa rồi là một cơn mưa là tầm cũng ướt hết người đó, rồi nắng, đi đạp từ sáng tới chiều, cho nên là rất là liên tục. Một ngày là hành trình, ngày đầu tiên là hơn 100 cây, thì đó là các bé là phải chuẩn bị cả tâm lý nữa. Dần dần thì các bé cũng bây giờ là đã quen rồi. Ngoài cái chuyến ra thì trước đây mình có đã đi chuyến nào xa như vậy cho anh?
chưa, đây là chuyến đầu tiên của các bé đó. Mình thì có đi rồi nhưng mà các bé đây là lần đầu tiên. Đi cái hành trình xa như vậy thì cái khó khăn nhất của đối với cái anh và các bé là cái khó khăn nào nhất anh? Thì thật ra là khó khăn là cái sự tâm lý, các bé nó có hợp tác trong cái chuyến đi này hay không. Thì là lúc đầu mà mấy ngày đầu tiên cũng có, các bé nó sẽ mệt, nó giận, nó không hợp tác, nó đòi nghỉ. Về sau thì mình cũng hướng dẫn cho nó thì đi là phải tuân thủ, là không được cãi nhau, phải vui vẻ, rồi ăn uống thì có gì ăn đó, không được đòi hỏi như là ở nhà. Bây giờ thì cũng đã quen rồi. Đối với bản thân của các bé đang lứa tuổi học sinh như thế này nè, đạp xe trên một cái con đường quốc lộ này không phải đơn giản đi ạ. Lúc mà anh training á, anh huấn luyện các bé thì hướng dẫn các bé để đạp xe trên quốc lộ như thế này như thế nào? Chưa, thật ra cái quốc lộ này mình đi là mình cũng đang rất là giật mình á, không ngờ nó quá đông. Thì ở tập luyện thì ở chỉ đường phố trong thành phố thì nó đông nhưng mà nó lại không có nguy hiểm như này. Rồi, quốc lộ 1 đúng là mình thấy rất sợ. Bây giờ cũng bây giờ còn có mấy km nữa thì vô city, vô thành phố rồi, vô thì nó cũng đỡ, chứ còn cái quốc lộ này mình thấy sợ quá. Bây giờ là từ Sa Đéc mà lên tới đây thì mình đi hết mấy ngày? Ngày đầu tiên thì mình nghỉ ở tháp 10, chưa tại Sa Đéc là tới 140 mấy cây, thì ngày đầu tiên là tới tháp 10, ngày thứ hai là từ tháp 10 đi Sa Đéc, ngày thứ ba từ Sa Đéc qua Bến Tre. Hôm nay là từ Bến Tre về Sài Gòn. Một cái hành trình rất là dài. Nguyên cái hành trình như vậy thì cái tổng cái chi phí mà mình để tiêu để cho anh và các bé thì nó có nhiều lắm không anh? Thì thật ra nó cũng như mình ăn uống hàng ngày, còn thêm một cái nữa là phải tiền khách sạn. Thì tiền ăn hàng ngày thì cũng như bữa ăn bình thường, tiền ăn với tiền nước. Khách sạn thì tùy chỗ, 300.000, 400.000 một đêm, rồi tùy khách sạn, rồi 500 gì đó, tùy theo cái thành phố lớn, thành phố nhỏ. Thì một ngày thì cũng chưa tới 1 triệu, thì cho tất cả mọi người luôn. Vậy đi. Bữa nay là mấy ngày rồi anh? 4 ngày đó, 4 ngày 3 đêm. Vậy thì ngoài cái mục đích là cho các bé như thế này nè, nó xa thiết bị điện tử, thì cái mục đích thứ hai mà qua cái hành trình đó là muốn gửi gắm đến các bé là gì? Thứ nhất là các bé nó sẽ muốn cho các con, thứ nhất là sự vận động ngoài cái vận động thô hay thể dục hàng ngày, nó còn vận động về thể chất, về tinh thần, là các bé đi sẽ ứng xử với các tình huống trên đường, gặp những người lạ hàng ngày, chứ hàng ngày thì chỉ ở trường, ở nhà, ngoài cô giáo với cha mẹ hết, còn khi các bé đi nó sẽ tiếp xúc được với những người khác nữa, cách ứng xử với cái bé nó sẽ khác, rồi vận động cũng sẽ khác, những cái hoạt động hàng ngày các bé sẽ mệt hơn, đạp vận động mệt hơn, rồi đi ngoài những ngày mình đi tham quan thì có đi bộ, rồi mình có leo dốc cầu, rồi những hoạt động khác nó sẽ khác với bình thường, và những cái khung cảnh nó sẽ mới hơn, có nghĩa là mình làm mới lại mình sau những cái gì đã cũ. Sau cái hành trình này á, thì anh có dự định là cùng với các bé đi đến những cái địa điểm nào khác ở miền Tây hay là ở đâu đúng không anh? Có, mình cũng dự định, rất nhiều dự định. Thì bé lớn thì sinh ba là hè năm nay cho đi xuyên Việt. Còn các bé nhỏ này muốn đi miền Tây một lần nữa, là đi 5 cái cầu cao nhất của miền Tây, là 5 cái cầu Dây Văn cầu nhất của miền Tây, thì cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ, Vàm Cống, Cao Lãnh với cầu Rạch Miễu, thì sẽ đi lại 5 cái đỉnh cầu đó. Rồi bây giờ mình xin một xíu thời gian để phỏng vấn bé Huy đi. Rồi trước khi phỏng vấn bé Huy thì mình sẽ hỏi anh một cái nữa. Qua cái hành trình 4 ngày thì cái kỷ niệm nào mà cho gia đình anh đáng nhớ nhất? Thật ra mỗi ngày là một cái trải nghiệm khác nhau. Thì đáng nhớ nhất là mình đi về là các tiếp xúc với người dân miền Tây, rất là dễ thương, dễ thương lắm, ăn uống rồi này, mình mỗi mét đường mình đi qua là mọi người dân thấy cái xe này nó lạ, cái cách mình đi cũng lạ, là người ta vẫy chào, người ta trầm trồ, thì thấy là rất là vui. Anh cái xe này là anh tự chế ra hay sao? Không, cái này mua người ta thiết kế sẵn rồi. Thiết kế sẵn rồi. Thì
hành trang của mình đem theo là chỉ ngoài nước uống thì một số đồ vật dụng nhỏ thôi hả? Quần áo cá nhân, rồi dụng cụ sửa xe. Tại vì mấy cái đồ này là phải tự sửa chứ mấy cái tiệm sửa xe em đa nó sẽ không sửa cho mình. Dụng cụ sửa xe, quần áo cá nhân. Còn ăn uống thì vô hàng quán. Bây giờ tới tiếp tục là mình phỏng vấn bé Huy trước ha. Bé Huy đi. Thì con đạp với cha là gần 300 km. Thì con có mệt lắm không Huy? Dạ cũng, con cũng hơi mệt thôi ạ. Lúc mệt nhất thì con sẽ nói với cha nghỉ hay là như thế nào? Dạ nói cha là nghỉ chút rồi đi tiếp. Đây là cái chuyến đi đầu tiên của con với cha. Dạ. Thì con nhớ nhất là cái kỷ niệm gì Huy? Sao này thích không? Con thích không? Bạn sao con muốn đi nữa không? Dạ muốn. Con thấy cái việc mà giữa đạp xe đạp đi cùng với cha với lại việc sử dụng smartphone thì cái nào nó thú vị hơn? Đạp xe đạp ạ. Đạp xe. Nhưng mà tại mỗi ngày cha nói rồi con đi cả 100 cây số sao mà con đi nổi? Sao giỏi vậy? Dạ. Tại ngày con có tập luyện mà giỏi chứ hả? Dạ con có tập luyện. Năm nay 10 tuổi nhưng mà đạp số lần ghê lắm đó. Hàng ngày là tập cũng là đi tập với mình luôn. Dắt nó đi. Con ở miền Tây là con thấy cái cảnh gì đẹp nhất như sau những ngày con đi á? Dạ hoa. Hoa ngày Tết. Trước giờ con lại xuống dưới đó chưa? Dạ là con chưa xuống dưới đó bao giờ. Lần đầu tiên mà con đạp đi một cái tuyến đường quốc lộ lớn nhiều xe như thế này con có sợ không? Dạ con chỉ hơi sợ thôi ạ. Hơi sợ thôi. Dạ. Đi cho chuyến này là con có muốn đi nữa không? Dạ muốn. Một sao con thể dự định đi đâu nữa nè? Dạ là con dự định đi là không biết nữa, để theo cha con. Theo cha. quá xuống rồi. Ghé qua hỏi tiếp theo là bé Hoàng Hà. Hoàng Hà là con năm nay bao nhiêu tuổi, có thể cho cô chú biết được không? Dạ 13. Con 13 tuổi. Con lần đầu tiên cũng đạp xe chung với cha luôn. Dạ đúng rồi. Lúc đầu con là một người nữ gì con đạp có mệt không? Đạp dạ, kịp cha không? Dạ không, tại bình thường là con tập luyện là một ngày đạp tầm 20 mấy cây trở lên là cũng đúng không mấy mệt. Ngày là bình thường là đã đạp 20 mấy cây rồi. Bình thường là đạp vòng quanh thành phố. Dạ. 20 mấy cây. Dạ. Trời này hiếu vận động ghê đó, thể thao tốt đạp đó. Nhưng mà sự là thứ nhất là đây đó là cái tuyến đường nó mới, năm nay nữa một ngày mình đi gấp đôi gấp ba lần ngày thường. Dạ. Thì nó cũng rất là mệt. Dạ. Thứ nhất là cái thời tiết mà nó cái mưa đột ngột như thế này đó. Dạ. Thì mình thấy cảm thấy như thế nào? Dạ, thật ra thì con lại rất là thích mưa bởi vì là nó không có bị nắng, nó không bị nóng. Còn nếu mà nói về cái phần mà đi gấp 2, gấp 3 lần mà bình thường con tập luyện đó, thì thật ra là cái này nó giống như là một cái bài kiểm tra thường xuyên của con vậy. Giống như một cái bài test, một cái bài kiểm tra thôi. Dạ. Lúc mà ba cha mà con mà đạp bỏ xa qua con quá thì con phải cố gắng lên. Dạ đúng rồi, nhưng mà thường thì không có bỏ xa bao nhiêu hết á. Dạ, con thì đạp đều với tốc độ của ba. Nếu về miền Tây thì con thấy thích cái gì nhất? Dạ con thích cảnh vật người dân ở đó, họ rất là nhiệt tình. Người dân. Con dạ. Có với cha có cùng trải nghiệm với người dân ở một cái hoạt động nào không? Dạ trước đây thì là cũng có một chú quay phim con với ba, rồi con thấy là họ cũng rất là nhiệt tình, họ chào đón nhiệt nở. Dạ, nghe nói con thích đi một chuyến siêu việt hả? Dạ đúng rồi. Sao con lại nghĩ vậy? Dạ trước đây mẹ con từng đạp xe xuyên việt một mình một lần rồi. Mẹ con? Dạ. Nên là mẹ con làm được thì con làm được. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cả gia đình là cu ra hết nha. Cu ra hết. Sau một cái hành trình dài thì con về là con cần phải tái tạo lại năng lượng nghỉ ngơi hay là qua ngày sau con vẫn đạp tiếp ở khu vực thành phố? Con nghĩ là vẫn đạp tiếp bình thường thôi, bởi vì là có thể ngày 1, ngày 2 đạp nhiều thì mệt mệt, nhưng mà qua ngày 3, ngày 4 mình đã quen rồi. Coi lại cái mặt nó da còn dính luôn. Con thích không? Đi con thích không? Dạ thích. Nhưng mà tại sao con đi ướt thích nào thích? Ở nhà nó khô xuống nữa. Dạ, tại vì
thì con thấy á, mà mỗi lần mình đi thì mình được trải nghiệm mọi thứ. Con trải nghiệm được gì nè? Dạ, khi mà con đi, trước khi đi con có đọc báo về những cái nơi địa danh mình đã đi. Khi mà đi thì con cảm thấy nó giống như là được hưởng thụ và mình được nhập vào đó. Ôi trời, đó là một người lớn rồi. Trước khi đi thì con đã đọc báo, tìm hiểu một số địa danh rồi lên đó con trải nghiệm được nhiều thứ. Con thích người Việt Nam nào? Dạ. Con thích họ điểm nào nào? Dạ, tại con thấy là như vậy. Người miền Tây sao? Người ta có gần gũi em nè, người ta có thân thiện không? con nói con đã đọc báo và tìm hiểu qua địa danh thì con đã được đi những địa danh nào rồi? Nói cho chú nghe. Dạ, đầu tiên là con có đi làm hoa Sa Đéc, ở Sa Đéc nè. Con đi, với lại là con còn đi Bến Tre nữa. Đi làng hoa Sa Đéc thì có hoa, còn Bến Tre thì sao, con sẽ thấy gì thú vị nhất? Dạ, Bến Tre thì con thấy chợ đêm. Chợ đêm. Chợ đêm Bến Tre có nhiều đồ ăn ngon lắm. Ở Bến Tre con thích món gì nhất? Dạ, ở Bến Tre con thích món bạch tuộc. Bạch tuộc. Bạch tuộc nướng à. Trong dự định tương lai của, trong dự định sắp tới của con thì chắc có lẽ là con sẽ giống như mẹ mình. Dạ. Tại sao cái chuyến đi của mình lại mẹ mình không có đi theo hả? Dạ, lúc đó thì là em con rất còn rất là nhỏ. Và ba con coi em con và con cho mẹ đi. Và mẹ đi một hoàn toàn một mình. Thì lúc đó là con thấy là mẹ rất là mạnh mẽ. Và mẹ đã truyền được cái cảm hứng cho con. Vậy nên là con muốn đi xuyên Việt giống như mẹ. Và thậm chí là đi xe đạp qua các nước khác luôn. Con đã có một cái thần tượng nào để mà con lấy là để đi cho các nước khác qua đạp xe đạp không? Dạ, thật ra thì thần tượng nếu mà nói là một người nổi tiếng thì không có, nhưng mà bạn bè của ba mẹ con hoặc là những chú vận động viên khác là con rất là hay xem mấy giải chạy rồi giải đạp xe, nên là con rất là thích. Chuyến đi này thì không có mẹ con. Dạ. Đi theo ba có cảm thấy nhiều điều thú vị nhiều không? Dạ, đi theo ba thì con thấy là mẹ ở chỗ là ba rất là mạnh mẽ và dứt khoát, nên là đi với ba mình mới có một cái sự gò ép nhất định để mình có thể thúc đẩy mình tiến lên. Kết thúc một hành trình thì cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với con? Dạ, chắc là lúc mà đạp lên cầu Rạch Miễu là cái lần mà con thấy mệt nhất trong chuyến đi này, bởi vì là cầu rất là cao mà còn rất là dài. Nhưng mà lúc mà mình đạp lên rồi mình cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình, bởi vì là mình đã chinh phục được cái cầu cao rất là cao như vậy. Qua cái chuyến đi này thì con cũng như là qua cái clip của chú này, con muốn gửi gắm những cái lời nào đối với các bạn trẻ về thể dục thể thao cũng như là việc smartphone nữa, sử dụng smartphone được không? Dạ, thì con thấy là đạp xe chạy bộ là một chuyện rất là tốt. Trước đây con từng nặng 65 kg và bây giờ con đã giảm được gần 20 kg rồi. Và như vậy thì con thấy là con làm được thì mọi người làm cũng được hết. Một em cháu rất là mạnh mẽ cầm một cái chiếc xe đạp như thế này. Ở trên này thì ngoài sau này thì có một cái bị đồ của cả gia đình và hai chai nước, mỗi khi khác thì uống thôi. Trên cái đoạn đường đi thì con có gặp trục trặc về nhiều về cái phương tiện của mình đi không? Dạ, vừa rồi là chuyển số của con nó bị lung lay nên là phải dừng lại sửa. Thật là trước đó là cũng có con cũng bị té, bởi vì là xe quốc lộ chạy ẩu á, nên là con bị hất ra bên lề đường. Nhưng mà không sao hết. Con bị hất ra lề đường luôn? Dạ. Con bị hất lề đường ở chỗ nào? Dạ, thật ra là xe đi xấu nhanh và trong phía bên trong nó còn một chiếc xe máy nữa. Và nó hất con bị hất qua một bên rồi con cán vô cái vạch đường bên dưới rồi con bị té. Anh Huy ơi, thì em có nghe bé nói là trong cái hành trình đi á, gặp không ít gian nan cũng như là khó khăn. Thì có một cái chi tiết đó là chạy xe trên đường quốc lộ này nè. Thì bé Hà bị hất sang đường, lý do là xe rất là nhiều. Thì lúc đó anh gặp cái cảnh đó thì sao ta? Lo dữ không? Thật ra là bé té, nhưng mà cái té đó cũng không nặng lắm. Thì đi những cái xe máy người ta lấn thì mình bị hất vô lề, bị té xuống lề thôi. Cái đó thì nó cũng là một cái gọi là kỹ năng sinh tồn, cho nên đây mình thấy cũng
bình thường thôi. Rồi xe thì cũng có một lần bị sự cố là nó kẹt cái đĩa, nó cong cái đĩa luôn. Xe thì cũng xử lý bình thường, xử lý được. Bé tự xử lý hay làm xử lý cho bé? Té thì dựng xe đứng dậy rồi đau một tí rồi đi thôi. Không, sự cố của chiếc xe anh? Số này thì ba phải tự xử lý cho. Tại đi trung đoàn thì đồ nghề để cho xe mình tự xử lý hết cho. Thật ra thì nãy giờ em tâm sự với gia đình mình cũng như là qua tâm sự với các bé thì cái điều đầu tiên là em nãy một chút gia đình mình đó là cái khả năng thể lực dồi dào cùng cái những cái kỹ năng sống trang bị đầy đủ hết cho mình. Ở đó thì các bé thì rất là ngoan, không biết là cái kỹ năng sống học ở trường hay là khi mà các bé đi ra ngoài đời hay là gia đình như thế là các bé cực kỳ ngoan anh, và trả lời một cách đau chút và giao tiếp rất là mạnh dạn, chứ không phải như mà những cái bé sử dụng smartphone. Anh có thể chia sẻ được không? Thì cái này thì cũng do dạy dỗ từ nhỏ. Cái cách giáo dục của mình này nó cũng hơi khác chút xíu. Trải nghiệm bằng thực tế nhiều hơn là lý thuyết. Thì mình dạy cho các bé là theo cái hành động của mình, có nghĩa là các bé nó sẽ coi mình như thế nào để nó học bằng những cái hành động của mình, có nghĩa là dạy bằng muốn nó làm gì thì mình hãy làm những điều đó. Dạ hay đó. Em hỏi riêng tí xíu là hàng ngày là ở gia đình mình thì kinh tế là làm cái công việc gì đó? Mình kiến trúc sư, tài xã luật sư thì cũng có công việc cũng bình thường. Anh là luật sư. Bà xã luật sư, anh là kiến trúc sư. Rồi dự định là trong thời gian tới thì gia đình anh cũng sẽ có thể một chuyến xuyên Việt luôn. Rất hay. Nếu đợt này là mẹ có bận việc hay sao mà không ở nhà? Còn một bé nhỏ nữa. Bé nhỏ chỉ có 2 tuổi thôi thì phải không đi được. Giờ là còn bé nữa, còn em nữa ha. Bây giờ vừa đi xong là gia đình đi luôn. Thì tranh thủ khoảng nghỉ về thì từ đây đến Tết thì nó cũng bận nhà cửa nên cái này nó có khoảng vừa thi xong là nó khoảng chết rồi mình tận dụng đi. Gia đình mình ở quận mấy ở Sài Gòn anh? Quận Tân Phú ha. Rất hay. Còn chia sẻ gì không? Dạ được rồi anh. Thông tin với lại mọi người, đây là những cái chiếc xe đạp mà cả gia đình anh Huy và các bé phải hàng ngày phải đạp coi như là một chuyến về miền Tây những ngày cận Tết như thế này, mà mình với lại anh Hoa muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị mọi người về một cái chuyến hành trình du lịch Tết rất là thú vị ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác.